Rồi. Phá hồng tông nhóc luôn. Ủa cái con phi nè. Kiếm con lương lỡ mới được mới tiêu con lương rồi. Chú chú chúng ta. Ôi ơi nè. Ô. Trời ơi, đâu có cách gì. Nó xẻo ha. Ôi, bắt không được đâu. Không bắt được. Chưa chưa. Con cá chê đó. Được một con cá chê. Mình thấy có mấy cái hàng nè, không biết cái mấy cái hàng đó hàng cá lóc hay cá chê không biết nữa. Chém nữa hồi nãy con lươn nó cũng chém bò vô cái hàng đó. Rồi có mấy cái hàng rồi. Rồi tát mương là đủ hai loại cá luôn nè. Cá gì ta? Cái này cá sạc đúng rồi. Ủa cá lồng tông. Tát mương thì cá lồng tông nhiều lắm luôn á, mà tại vì nó nhỏ nhỏ cho nên cũng khó bắt. À thấy cái gì một bậy ở đây nè. Ủa nãy giờ mình bắt được mấy con cá lóc rồi đó. Mấy con cá lóc nhỏ nhỏ nè.